Khu đô thị du lịch quốc tế Regal Legends sở hữu vị trí kim cương trên cung đường biển Võ Nguyên Giáp, kề sông Nhật Lệ, là trung tâm của bán đảo Bảo Ninh xinh đẹp giữa lòng thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Đây chính là dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng của thương hiệu Regal Homes của đất xanh miền Trung, với định hướng trở thành điểm đến toàn cầu mới tại Quảng Bình. Toàn bộ khuôn viên đại đô thị 21 hectare được quy hoạch hoàn hảo với đa dạng loại hình sản phẩm cùng hàng trăm tiện ích tiêu chuẩn 5 sao. Có thể kể tới như loạt boutique hotel từ 3,5 đến 6,5 tầng, boutique villa 3,5 tầng tọa lạc tại hai phân khu A và D, tổ hợp tiện ích mặt hồ với không gian mua sắm, ẩm thực, giải trí đỉnh cao, cùng loạt dinh thự xa hoa bên hồ điều hòa tại phân khu C, 5 tòa tháp cao tầng khu B với một khách sạn Novotel đẳng cấp quốc tế, cùng sự xuất hiện của tổ hợp hàng loạt tiện ích giải trí sôi động tại bán đảo Bảo Ninh. Dãy OT14 với các căn boutique hotel 5,5 tầng đang trong giai đoạn cất nóc và tiến hành xây tô. Đặc biệt, căn hộ mẫu tại đây đang dần trở nên sinh động hơn mỗi ngày khi đã và đang được ốp đá marble, sơn kikusui mặt ngoài với quy trình thi công vô cùng tỉ mỉ. Nằm ngay bên tổ hợp tiện ích mặt hồ đẳng cấp, tiếp giáp các trục đường 32m thông thẳng ra biển, dãy OTM6, OTM7 với các căn boutique hotel 5,5 tầng đang tiến hành thi công sàn 3, 4. Dự kiến đến cuối tháng 9, toàn bộ phân khu thấp tầng gồm 317 căn sẽ tiến hành bàn giao nhà. Bên cạnh đó, 6 cụm tiện ích mặt hồ tại Block C bao gồm Regal Mall, trung tâm thương mại, Regal Food, ẩm thực, Regal Pool, 6 cụm hồ bơi toàn dự án, Regal Exclusive, khu dịch vụ đặc quyền cư dân bao gồm Regal Lounge và Kid Club, Regal Fitness, phòng gym, yoga, spa, đang tiến hành thi công khẩn trương, dự kiến cất nóc phần thô và khai trương vào quý 1 năm 2023. Khu phức hợp cao tầng gồm 5 tòa tháp cao 30 đến 40 tầng, tọa lạc tại khu B của dự án Regal Legend, cung cấp 1 khách sạn Novotel, 900 căn hộ thương hiệu Novotel, 2.600 căn hộ hạng sang, siêu sang và 20.000m2 sàn thương mại cho thuê Regal Mall đã được tiến hành khởi công xây dựng. Đây là phân khu nhà ở cao tầng sang trọng với hai dòng thương hiệu Regal Residence thuộc đất xanh miền Trung và Novotel thuộc Accor, với tầm nhìn triệu đô ôm trọn bãi biển Bảo Ninh, sông Nhật Lệ nên thơ, loạt dinh thự xa hoa bên hồ điều hòa và toàn bộ cảnh quan ngoạn mục thành phố Đồng Hới. Dự kiến phân khu cao tầng này sẽ khánh thành vào năm 2024. Trước đó, Regal Legend dù chưa chính thức ra mắt cũng đã đánh dấu hàng loạt cột mốc xây dựng và phát triển tích cực khi liên tục động thổ, khởi công, cất nóc, khánh thành hàng loạt phân khu và tiện ích, ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế, Turner của Mỹ hay thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng Accor. Gần đây nhất, sự kiện khai trương tổ hợp tiện ích bao gồm Trung Nguyên Legend, Beer Hub, Regal Beach với hàng loạt chương trình, lễ hội sôi động, đẳng cấp đã cho thấy tâm huyết chủ đầu tư đặt vào dự án, cũng như kỳ vọng biến Regal Legend trở thành điểm đến toàn cầu cho hàng triệu du khách. Bên cạnh đó là hàng loạt tiện ích như phố đi bộ đêm ven biển, phố ven hồ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt chính thức, hệ thống nhạc nước tại phố đêm và hồ trung tâm, Sky Bar hơn 5.000m2 lớn nhất Việt Nam, tổ hợp thể thao và Regal Beach diện tích hơn 6.000m2, sự có mặt của hàng trăm nghìn thương hiệu danh tiếng khác. Với nỗ lực thi công ngày đêm, dự án Regal Legend sẽ mang đến những kiệt tác kiến trúc hoàn mỹ đạt chuẩn quốc tế, trở thành khu đô thị du lịch quốc tế đẳng cấp, điểm đến toàn cầu mới tại Quảng Bình.